Chào các bạn quay lại Hungry Shopwood. Hôm nay thì chúng mình sẽ sử dụng cảm ơn tiếp theo. Robin Shot, cảm ơn Robin. Robin. Còn một nửa nữa thì mới có thể mở khóa cái con Mecha sáng ra này. Bắt đầu thôi. Yeah!
mà thời gian vẫn còn thì chúng ta sẽ chơi cái chế độ kiếm mấy cái trang ngọc này. Tại vì là cái bóp để ra hết này hồi quá là giảm máu hồi quá nhanh. Đây là cái bấm để ra hình hiện này thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu ai nào đăng ký kênh của mình sẽ là clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt.